bốn mùa âm dương tuyết thảo tâm trí thành thờ con cầu đảo cầu bình an thông dung ai trọng ngày lành đi mở theo thông dung ma tỉnh tam thọ thiên thanh công động mỹ mỗi trăm giang đàn thuyền thiên công thịnh mời đệ nhất thiên nhiên thành vân công chúa thượng thiên ngự về a di đà phật a di đà phật lô hoàng xả nhiệt và sôi mong nhân chư vật liền toàn tâm nam mô nhãn cúng rằng bồ tát ma tát la mô hoàng cúng rằng bồ tát ma tát la mô hoàng cúng rằng bồ tát ma thanh gia hồi cùng đệ địa tiên cung thịnh xưa sinh thanh nghĩ trong đền để sông sông a di đà phật a di đà phật lô hoàng xả nhiệt phá rơi mong ngân chư vật liền đoàn thân ni na mô nhãn cúng rằng bồ tát ba tát ta mô hoàng cúng rằng bồ tát ba tát ta mô hoàng cúng rằng bồ tát ba tát thanh gia thanh mẫu đệ ta quan biên bồ đồng quân đình truyền những chu di ca mực trường thành tứ đại quang trung phật bồ số bồ tát chúng diệm vô biên tứ thẩm ban nguyện độ chúng sinh cửu phẩm hoàng minh đăng biểu đàn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà thành gia có lệnh truyền ra đức thánh ông có lệnh truyền ra quân quan thị bộ Trần Thị lịch nhây lịch nhìn đế vương kê thế chi bình thiên trường tước mạc địa danh sơn ni hà dục tố trung ninh y kham tỳ thank you.
son nhan thầm cờ diều, đức công chiếu đang duyên linh hà thịnh đang cùng giảng kim phục hoàng ngân cận lì thanh chúa ca trung vương. Văn sớ dâng lên đường lai, văn sớ dâng lên là đức ông tô đôi chúa biến cho tường đồ cho đôi chữ chàng sinh. Trường sinh về cho đôi chữ trường sinh đi, chữ hiền chữ quý khang linh đời đời đồ cho dung manh đôi đường. Hai quang song nhan thầm cờ diều, đức công chiếu đang duyên linh a thích đang cùng giàn kim phục hoàng gần gần lì thanh chúa ca trung vương. Tự tây tự đông tự nam tự bác tự ý nga thù
Hà nhà kỳ á nhì chân nhì thu nhì hạ nhì á đà đông nhì nhà chân bổ chư tư đỡ kiểu chân hương nhì nhà đà nì thần hạ tình vô nhằm kích thiết tình doanh chi chi cần nì sơ à cửu thiên nì nhà cửu thiên vô ý đế trần triều điện thanh nhân vũ hưng đạo đại vương ý à sắc à, tư ý à tân ý thanh ý đồng ý tinh ý chủ trương vị thanh kim vị việt nam quốc ý bắc ý giang tỉnh lục nam huyện ý chu điện ý xa tu tôn ý vũ ý bảo khanh điện sư thượng phụng vì nhân thánh kinh phụng sự truyền ý nhà cần ý nhà phạm vương ý điện ý thượng vì linh ni sâm chi này giang ngưỡng thánh tiền ni nguyện huy đức ni thi bộ giang ni đàn ni trời tả sát quỷ thần đức viên ni nhì đang đang ngồi ni kinh ni bản thánh đức ni ba kim ni ni kim duy quan chẳng đương gì tin đi nhân đâm đi sắc phong cần đi kiếm đi cần đi bạch đi cần bách vạn hùng binh đi trừ tà đi sát quỷ khâm đi cơ cố sắc tả sắc phó tân thanh đồng tín chủ dương thị thanh chuẩn thơ thiên vận cảnh ti điện cửu nguyệt thập lục nhật cập phó trần triều thanh giao đồng thanh khải nhà thần đệ tử thanh đồng đoàn thị vũ phụng hành sư dâng lên thượng nói văn sư dâng lên đi ông về tô đôi chép biên rõ ràng kể cho nhị vị trường sinh
quê nhà thông ấy gieo chúc hoa dươm già tốt tươi dạo chơi non nước đôi nở hình hai bà chúa mười hai cô tiên nàng
Thank you.
vân bốn mùa cầu lộc bình an ngọc nan xanh ngắt bốn mùa. Sau lưng đèn đã phủ rêu in địa linh tạc lại ngôi đền ý nghề. Na châu trần mày đau xót xuống trần phàm mày bao kẻ u mê nhớ xưa thái tổ chiều lên suốt cả cuộc đời làm bà phúc ma cứu dân na. We'll be right back.
trường.
hương soi sáng suốt hương thương ngàn lệ chùa phán chiếu người chẳng ra lượng tứ phủ chạy mây mà chạy gió chạy cho đông thì được tốt được tươi hết là có bụi người trần thế gian ngày có mà khăn tiền chúa thấm hết bụi trần là chúa rửa cho sạch hết là bụi người trần là ra lại có xa phòng rửa sạch mà bụi trần chúa rửa cho sạch hết là lòng mà người trần thế gian rõ sổ công đồng mà ghi tên chép họ thì vào trong sổ lại phê cho đệ tử trường sinh Trần thế gian.
mình cái ngồi ta chờ luôn rồi chọn ngày kém giờ giờ để ăn ngày đại cát để hôm nay để ngày sáu tháng chín mùa thu năm thanh thế niên thanh đồng họ đoàn con mắc ghế chúa ngồi làm ngôi chúa ngự đình kế kể về dẫn dắt tiến triển mọi người con để tái quá năm năm cai cung chúa quái để tại quận kiến nhân quận trở về an táng tại mà chữ lòng mình để tờ vàng cánh chúa tờ thứ lá đạm tấu về cửa chúa A Di Đà Phật. Bồ Tát nhân hộ tu thiện trình hồng ngàn khi khai quang nghĩa gia trại an thông về thiên thi vị độ cầu linh nhân nguyện điều chi hình viên hữu vị Việt Nam quân băng giang đệ lộ nam lãnh thổ điện xã hạ tu thôn hy vua bảo khanh điện chữ thượng phụng và thanh nhân cung phụ thiên tiên cung trần trang ma ni tại cả ma ni nhà cờ an bản mạnh nghe ngã lộc đài bậc tiên tiên sinh trưởng ngõ sơ tìm thần đệ tử thanh nghi đồng ý tưởng bảo thân thanh đồng thương đoàn thị ngũ sinh minh thân thiên ảnh thanh ngũ cảm dẫn chỉnh đệ tử vi chương thị thanh thiên thiên sinh thanh hiệu thiên ảnh canh tư vi thập mà tuê tâm cảnh chính đệ đó thì kim ca nhà tu thiết cơ qua thiên vận lễ bản tịnh cung phu trần thế ngũ vi cơ quan thiện tử sáu cung ly nhà ngũ chi tôn ngũ nhà ngũ đại đế ngọc vệ a vòng thị ngàn thanh mâu lê mại đại phương diệu thiên mại anh cường tử tân vị hoàng tử vương quan chư vị không trai công chúa lời vị chân tán quảng châu an quản vãn bộ sơn trang trọng thị thiên tàng vị tiên ngọc kết sơn thiện hộ trinh trang đàn kẻ vị trị trinh vị phật su ninh công vị ở biển sơn canh vị hóa vị đạo hồn nguyện vị tư bộ y thơ khai hoa kết thực về toàn gia khi can canh hướng thiện trí tỏa thay thì mình thương mãi hay không lộc tài vượng tiên đạt cả ngã tình vô nhậm kinh kiên bình toàn chi chi cần thế bạch ai đi làm mặt lại chúa chúa trang tay đai lời trần nhan và trần nhà trần bắt bị thủ quan được chưa con đi vào áo anh đi làm ơn. Na châu với lại quả cầu tiền tài xanh chắp sơn màu xanh nam chúng ngồi đó lòng trần bị đau xót xuống trần phàm nền bao kẻ u mê nhớ xưa cái tổ chiều đêm sống âm thầm mồ côi cha mẹ gặp được thầy quỷ cốc tiên sinh trọn đời làm phúc cứu dân có tiến đưa về tới mà kinh đô có
chúa Nguyệt Hồ xem ma bói rất hay, xem cho cửa nhà ra sự cửa hồ. Chân
chúa về đồng trưng lễ sơn trà hình hài bà chúa mười hai con tiên à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên cung quế chiều thần đi soi tỏ. Con tìm mời tiên chúa để tam quyền hành cai quản sơn trang nghe. Yeah.
Chúa về đồng chứng lễ bàn duyên ni độ cho đệ tử con kháng linh thọ trường ni. Về đồng mà phá đông mà khó cấp ma lương cấp thực thì cấp ma cho thánh đồng. Cho cấp nhi cho thanh đồng cho bốn mùa tài lộc bao nay. Mùa xuân cầu lộc cứ có thua
đông cầu tài mùa hè giải hạn trừ tai. Về đồng mà tắm quả cho đồng ai tay cho sạch hết la bụi người trần thế xa. Thank you.
đã tới tuần là Giáng sinh dương thế là phàm trần đi Chúa lại hóa
xương ấy ban giờ phương hồi họp đề ra tháng ngày ban cho tiền tốt mùa dày. Thank you.
pháp sư dâng tinh nghi mạch từng câu cùng văn còn đàn hát nguyện câu. Thank you.
Chúa là lộ cười, vẫy tay chào.
gọi đã nhất bóc tồn quá thần lệ lại làm trường xa trần gian toàn đã nhất quý hùng trên văn các quán ly tà cơ yêu độ lưỡng văn đau đàn đình xài văn võ đôi hà thay quang song nhan thầm cờ diều quan về chiếu đàn duyên ca tịch đang cùng giang tìm phụng hoàng gần cận thánh chúa ca trung vương người bị văn chứng sinh như quang kim đình lễ song nhan thầm cờ diều quan về chiếu đàn văn sớ dâng lên từng nay văn sớ dâng lên quan về tâu đối chép biên rõ ràng từ cho nhị trường sinh văn sớ dâng lên vương lai sớ thẳng dâng lên trình quan đệ nhất người chúa biến cho thượng đồ cho đôi chữ chàng sinh khám phủ khám đền quan vệ khám phủ khám đền độ cho đệ tử hoa bốn mùa bình an bốn mùa xuân hạ thu đông mở quạt khai đàn quan vệ mở quạt khai đàn đi quạt đi nghiệp chướng tai ương ở đời từ nay vẫn đàn tai qua được mười phần thanh cao trong sáng như gương lòng trời trong sáng như gương gương tứ phổ soi sáng suốt hương thiên đình phản chiếu trần gian lược tứ phổ trải mây trải gió trải cho đông mà được tốt được tươi
bóc trứng soi lòng mì soi tâm soi tính cho đồng hôm nay trứng rồng lại lở ra rồng mì lại lở ra rồng trứng rồng cho lở ra rồng mì trứng rồng lại lở con rồng cháu tiên nhận làm đệ tử trung thiên trứng thuốc trứng trà quan về trứng thuốc trứng trà thuốc tứ phổ bay nghi ngút trẻ thiên đình nghỉ thơm mát mùi trà sen cho người trần gian là sổ sách trong tay quan vẽ sổ sách trong tay ghi tên chép họ vào trong sổ lầy quan vẽ để tử trường sinh đôi chữ trường sinh quan vẽ nhị vị trường sinh chữ hiền chữ quý khang linh đời đời độ cho từ một tới mười mở giếng khơi hồ quan vẽ mở giếng khơi hồ tưới cho cây cối đâm chồi lở hoa bốn mùa kết trái đơm bông lấy ở sông Ngân nước lầy lấy ở sông Ngân đem từ sông Cái mang về sông con tưới cho cây đâm lọc sai cành tưới nước cho cây con về tưới nước cho cây tưới cho cây cối bốn mùa xanh tươi tưới lên cây đức đời đời bình an điểm khai khai thần nhẫn là khai nhẫn nhẫn thông sàng khai nhị nhị thông thanh khai khẩu khẩu nhập tâm khai thúc thúc bỏ hành dòng nhan thâm cờ rượu quan về chứng hình nhân bái tạ thiên đình hình nhân bái tạ thiên đình một là số tử hai là số sinh ba là số mệnh thiên đình quan đệ nhị người giám sát quảng khai thông chi thiên địa không sai chức đại thần đua nở trên cành trăm đua nở trên cành sơn thì chàng con dám mê sát yên quỳnh yên quỳnh vẻ vàng
truyền văn các quan gầy về truyền văn các quan đi tả cơ yêu độ lưỡng văn đau đàn lệnh sai văn võ đôi hà văn sớ dâng lên thượng nay văn sớ dâng lên quan về tâu đối chép biến rõ ràng về cho nhị vị trường sinh đôi chữ trường sinh quan về đôi chữ trường sinh chữ hiền chữ quý khang linh đời đời đồ cho giống bánh đô cờ diều quan về chiếu đàn duyên nga thích đăng cùng giang kim phụng hoàng gần cận thánh chúa ca trung ương từ bi mẫn chứng sinh con nga kim đình đệ dòng nhan thầm cờ diều quan về chiếu ngựa thần Thank you.
một tuần nhang đồng thành thắp một tuần nhang tấu về thì phủ các con các tòa thiên đình xuân đó diêm na. Trong nhan thầm cờ diều quan tâm chiếu đăng duyên nga tích đăng cùng giang kim phục và gần cận thánh chúa khả trung lương văn sớ dâng lên vương lai văn sớ dâng lên là quan về tâu đôi chép biên cho thường đồ cho đôi chữ chàng sinh. Sinh quan thế đôi chữ trường sinh chữ hiền chữ quý khang linh đời đời đồ cho dũng mãnh đôi đường khai quang dòng nhan thầm cờ diều quan thế chứng hình nhân nga tích đang cùng giang kim phục hoàng ngân cẩn thánh chúa ca trung vương. Vẫn chấm sinh có ngã kim đỉnh lệ dòng nhan thầm cờ diều quan tam chiếu đàn duyên nhang dâng một chuyện tâu thỉnh Đức Vương Quan Tổ Thịnh Đức Vương Quan đệ tử con thiên bản văn đàn dân sự tích đệ tam tiếng chiêng kêu
cờ Phật chống rong, bè sau thuyền trước giữ dòng quan linh. Ra hội cùng tiệc bàn non mời con đệ tử bốn con trời sáng ở thiên cung. Con lớn về trần gian các quan cả văn liêu võ lương ban áo đạn quân thuyền con bộ đôi hàng khai quang dòng nhan thầm cờ diều quan về chiếu đàn duyên nga tịch đang cùng giang kim phụ hoàng gần cận thánh chú ca trung vương từ bi mân chứng sinh con nga kim đình lễ dòng nhan thầm cờ diều quan về chiếu đàn duyên. Văn sớ dâng lên quan về tâu đối chúa biên cho tường đầu cho đôi chú chàng sinh khai quang dòng nhan thầm cờ diều quan về chiếu đàn duyên nga tích đang cùng giang kim phụng hoàng gần cận thánh chúa ca trung vương vì văn chấm sinh đi con a kim đình đệ sang nhan thầm cờ diệu quan để chấm dẫn đàn duyên ghi quan thiếu thuận tích đức chép biên rõ sang còn bao kẻ tàn bao ngược kỳ chuyện không trước thời sau
quan xa ở chỉ đâu sở nguyện được như ý sở cầu thì tòng mà tâm mà vô nguyên đức ngọc hoàng cai thế Phật với tiên đường lối sát sao thành ra hồi cũng xin quán quê nhà linh giang xin quán quê nhà xanh nam cổ tích một tòa ngã ba tranh cảnh thiên tai quan lớn tuần này giá ngự các ngài bộ làng nào nước ngay dâng hoa trầu thôi lại trở ra truyền đi quân đi dâng nga nước thì tề mì mình mang đi giáng anh linh trước là khăn xe thiên đình văn sớ dâng lên thượng nay văn sớ dâng lên quan tuần tô đối chép biên rõ ràng thầy cho nhị vị trường sinh
quan lan vào chiều vua thổ quan nghĩa giấc chiều đài cõi sầm thương an, tôi tú anh.
xem ra nhị hồng mà to đẹp làn da.
cho hoa đẹp như sao đầu ngân hà, như hoa thiên lý giống đầy đầu xuân là những như nhà ơi hà. Độc tài chối ban già, phương ngồi họp đề ra tháng ngày, ban cho tiền tốt mùa dậy. Chào vỗ tay lên.